Yeah, don't run over this. Tim, when you see this, look. Don't run over. Because there could be wood in there, could be tree in there. Look like a nice boat. Well, I think. We don't know. It depends on when tea's cooking. No, they even have paddle boards. All sorts of fun and games. Because those are a little more boutique than the big cruises. Đây là tàu du lịch, họ đến cái vịnh này. Họ neo lại đêm hôm qua và họ cho khách du lịch đi bằng thuyền kayak với cano đi thám hiểm xung quanh cái đảo nhỏ 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 này mọi người.